Không biết là bạn nào có bị tình trạng giống mình hay không? Đó là máy thì có tần số quét màn hình cao 120Hz hoặc là 90Hz, nhưng mà khi mình dùng YouTube ấy hoặc là một số cái app khác nữa thì nó sẽ bị giảm xuống 60Hz, khá là giật, cực kỳ là khó chịu luôn. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái cách để mà khắc phục tình trạng đó nhé. Và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn trên tất cả các dòng máy luôn. Ok, bắt đầu thôi. Atas, thương hiệu gaming gear giá rẻ số 1 tại Việt Nam. Mua Atas tới smartnew.vn. Đầu tiên thì mình sẽ chia sẻ trên dòng máy Xiaomi, Redmi hay là Poco, miễn là chạy MIUI các bạn nhé. Ở phần sau video thì mình sẽ chia sẻ với những máy còn lại. Bởi vì riêng với MIUI thì sẽ là một cách, còn các dòng máy khác thì sẽ là một cách khác. Đó, ok. Đầu tiên thì các bạn cài cho mình một ứng dụng có tên là SetEdit, thì nó hoàn toàn là miễn phí ở trên CF Play thôi. Các bạn chỉ cần search từ khóa là SetEdit này. Đó, phần mềm cực kỳ nhẹ các bạn nhé. Mở lên, các bạn tìm cho mình một cái dòng đó là User Refresh Rate. Đây, mặc định thì chiếc máy của mình trên tay nó sẽ hiện là 120, thì các bạn chỉnh cho mình thành số 1 nhé, bằng cách là các bạn chạm vào số 120 này. Đó, Edit Value, điền cho mình số 1 vào. Ok, xong. Vậy là xong, bây giờ các bạn vào YouTube này. Đó, 120Hz mượt mà luôn. Chỉ cần một thao tác rất là đơn giản thôi. Không hiểu tại sao Xiaomi hiện không làm luôn đi, mà cứ phải bắt người dùng làm, đúng không? Thì mình thấy cách này thì các bạn chỉ cần làm một lần thôi. Đây, khi mình có tắt toàn bộ ứng dụng đi này. Đó, khi mình vào lại YouTube nhá, nó vẫn giữ ở 120 luôn. Đấy, rất là mượt. Mình thử reset luôn. Sau khi khởi động lại thì máy vẫn giữ 120Hz các bạn nhé. Quá mượt luôn. Ok, rồi thì mình sẽ chuyển sang các dòng máy khác nhé. Mình sẽ lấy tạm chiếc Realme GT này. Đó, với Realme hay là các dòng máy khác các bạn sẽ làm tương tự như nhau. Thì đầu tiên các bạn cũng sẽ cài cho mình một ứng dụng có tên là SetEdit nhé. Đó, giống với cả Xiaomi thôi. Mở lên. Nhưng mà các bạn sẽ tìm cho mình một cái dòng khác. Đây, đó là cái dòng Quick Refresh Rate. Đó, mặc định thì máy cũng sẽ là 120 hoặc là hơn 120. Thì các bạn kích vào Edit Value, điền cho mình số 1, được chưa? Nhưng mà chưa xong nhé. Bây giờ các bạn sẽ vào trong setting này. Đấy, màn hình độ sáng. Các bạn sẽ vào cái phần mà để chỉnh tần số quét màn hình ấy. Đây, thì ban đầu mặc định em này sẽ là 120 này. Mình sẽ chỉnh về 60 nhá. Đó, quay trở lại này. Rồi mình sẽ chỉnh lại một lần nữa. Đó, chỉnh lại lên 120. Ok, vậy là xong. Bây giờ các bạn sẽ vào và tận hưởng thành quả thôi. YouTube đâu ta? Đấy, 120 ngon lành các bạn nhá. Tắt app đi này. Vẫn 120 luôn. Quá ngon. Good, good, good. Mình sẽ thử reset máy phát xem có mất không. Hơi tiếc là với dòng Realme thì các bạn sẽ bị mất nhá. Thế thì các bạn sẽ phải làm lại một lần nữa rồi. Đó, tức là mỗi lần các bạn reset máy ấy, thì các bạn sẽ phải chỉnh lại. Hơi tiếc một chút nhưng mà thôi, đành vậy. Tick refresh rate này. Đó, mình sẽ chỉnh lên số 1. Ok, ao ra, chỉnh tần số quét màn hình xuống 60 này, lên lại 120 này. Rồi, 120 ngon lành luôn. Đó, mỗi tội là khi các bạn reset máy thì sẽ phải làm lại nhá. Ok, vừa rồi thì mình đã hướng dẫn cho các bạn cách để mà fix cái tình trạng bị lỗi lóc xuống 60Hz ở một số app như kiểu là YouTube trên mọi dòng máy. Hy vọng là các bạn xem thích video này nhá. Nếu thấy hay, hãy like và share video giúp mình. Giờ thì xin chào, bye bye.